xin chào tất cả các bạn hôm nay bếp nhà của sắc màu cuộc sống làm đậu hũ từ bột đậu gà như lần trước đã có chia sẻ thì làm đậu hũ từ hạt đậu gà khô ngâm trong nước đợi nở mềm và cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn mịn và lược cho nó thật là mịn thì hôm nay đơn giản và nhanh gọn hơn rất là nhiều là từ bột đậu gà nhưng giữa hạt đậu gà khô và bột đậu gà nó có sự khác biệt cũng khá khá thì hôm nay mình muốn làm để cho các bạn có cái sự phân biệt rõ ràng giữa miếng đậu hũ làm từ hạt đậu gà khô và miếng đậu hũ làm từ bột đậu gà. Đây là gói bột 300 g. Mình đang ở Đức thì mình mua ở trong chợ DM và mình thấy các siêu thị khác đều có bán. Còn các bạn ở nơi khác thì các bạn xem coi nơi mình ở thì ở đâu, chợ nào có bán ha. Hôm nay mình dùng nguyên gói này luôn là 300 g. Mỗi 100 g bột đậu gà liều lượng là 361 calo thì các bạn xem để điều chỉnh cái lượng đạm thực vật mà mình đưa vào cơ thể. Đây là bột đậu gà các bạn nhìn bột đậu gà nó có cái màu vàng giống như là cái vỏ hạt đậu nành vậy đó các bạn. Màu vàng rất là đẹp nhưng nó không có mịn múp như là à, bột gạo hay bột năng mà mình làm bánh mà mình nhìn thấy cái độ mịn thì để cho miếng đậu gà của mình mịn và ngon thì mình cho vào máy xay sinh tố một lần nữa. Mình dùng cái gói này là 300 g với 1 lít 2 nước lạnh cho vào máy xay sinh tố, xay trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút. Cho bột đậu gà tan, nhuyễn và mịn đều trong cái máy xay sinh tố. Các bạn nhớ là xay trong máy ở cái chế độ nhẹ thôi, số 1 thôi ha. 2 đến 3 phút thì mình cho ra cái rổ lượt các bạn sẽ nhìn thấy không có một miếng xác đậu nào hay cái độ cộm nào còn ở trong cái nước đậu của mình hết đó như thế này nè các bạn thấy không trong cái rổ lược của mình là nó sạch trơn luôn rồi bây giờ mình chuẩn bị chảo các bạn đừng có lo ngại là bọt quá nhiều nha Tí xíu nữa các bạn sẽ nhìn thấy không còn miếng bọt nào hết Các bạn dùng cái chảo nó có cái thành cao cao Hay là nó có cái độ rộng và cái độ cao vừa giống cái chảo của mình Thì các bạn uyển chuyển xem nhà mình có cái chảo nhưng mà cái loại cái thành cao lên Và chảo không dính nha Rồi cho vào một muỗng cà phê muối 5 phút đầu mình dặn cái lửa lớn để cho cái chảo nó nóng và mình cũng khuấy đều tay ha. Sau 5 phút như thế này nè thì các bạn thấy cái bọt mịn hồi nãy nó sẽ nổi lên thành cái bọt bong bóng. Các bạn không có cần vớt bọt nha. Nó không có bị trào bọt ra giống như mình nấu sữa đậu nành đâu. Mình cứ khuấy đi chút xíu nữa là nó tan hết nhưng lúc này các bạn vặn nhỏ lửa xuống nha. Ví dụ cái bếp của mình là số 9 lớn nhất thì bây giờ mình chỉ để ở chế độ số 4 thôi. Và sau 5 phút các bạn phải khuấy nhanh tay và khuấy đều như thế này để nó không đóng dưới đáy chảo. Và từ 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 thì những cái bọt bong bóng như thế này nó sẽ mịn dần mịn dần. Khi mà bột nó bắt đầu đặt ở dưới cái phần đít chảo như thế này rồi nè. Thì các bạn vén lên vén lên và khuấy cho nó mạnh tay. Thì cái lúc này nó rất hơi nặng tay giống như các bạn khuấy bánh đúc vậy đó. Nhưng ráng dài phút thôi thì mình sẽ có đậu hũ rất ngon ha. Đó như thế này, các bạn lưu ý, muốn cái miếng đậu hũ của mình mềm và bóng thì nó phải có cái độ bóng như các bạn mình quay gần các bạn nhìn, nó còn cái độ hơi nhão nhão bóng bóng thì ra cái miếng đậu hũ mới ngon nha. Còn mà để cho nó đặc quá thì nữa nó khô đó thì các bạn cho vào cái hộp hay là cái khuôn các bạn có thì các bạn không có muốn lấy cái muỗng thì trải cái màng bao thực phẩm lên rồi mình lấy một cái muỗng bới cơm hay gì đó mình nén nén cho nó bằng đợi nguội rồi cất trong tủ lạnh vì mình làm buổi tối cho nên mình cất mình để qua đêm thì các bạn nhìn cái mặt trên nó hơi khô rồi sau khi mà mình làm buổi tối xong và mình để sáng hôm sau mình đang lấy ra cho các bạn nhìn Thì cái miếng đậu hũ nó đông lại hoàn toàn và nó có cái độ cứng Không phải là cứng ngắt nha Nhưng nó không có cái độ liệu yếu giống như cái miếng đậu hũ mà mình xây từ cái hạt đậu gà khô Đó các bạn nhìn thấy không? Nó dẻo mịn giống như cái khoanh phô mai mà người ta bán nguyên cái khoanh vậy đó rồi bây giờ mình xắt ra từng miếng và đem đi chiên thì các bạn nhìn thấy lần trước cái miếng đậu hũ từ cái sữa đậu thì nó liệu yểu nó mềm mịn ha còn từ bột đậu gà thì hôm nay mình muốn làm cho chiên dễ dàng và không có ngại cái sự uh, bể hay là liệu yểu mà không có dùng đũa được thì mình xây với một lít hai nước lạnh nếu bạn nào muốn mềm hơn thì các bạn cho thêm 100 ml nước nữa thôi là một lít ba các bạn nhớ nha rồi bây giờ thì mình chuẩn bị uh, mình đi chiên cái uh, miếng đậu gà xong rồi mình sẽ cắt ra cho các bạn nhìn rõ luôn như lần trước có nói thì để chiên đậu hũ từ đậu gà thơm ngon thì các bạn cho vào là vài lát gừng vài tép xả đập dập đợi cho nó thơm vàng thì mình dùng cái sàn như thế này mình đưa vào nó rất là dễ dàng hơn là mình gấp bằng đũa nhưng mà lần này nó có cái độ cứng. Các bạn yên tâm nó không có uh, mịn mấp hay là nó không có liệu uỵu, nhưng vì mình cho bột đậu gà vào máy xay sinh tố mình xay kỹ lại một lần nữa thì khi ăn nó không có cái độ nhám ở trong miệng, nó không có cái độ cộm và cho ra cái miếng đậu hũ như các bạn nhìn thấy cũng rất là đẹp đó các bạn thấy không xả gừng nó bốc mùi lên thơm lắm lưu ý khi chiên à các bạn có thể là sợ cho dầu nhiều thì nó sẽ hút vào cái miếng đậu hũ của mình nhiều thực sự thì không phải các bạn mình cho đừng quá nhiều nhưng đừng quá ít dầu thì cái miếng đậu hũ của mình nó sẽ rất là ngon khi các bạn chiên xong các bạn nhìn cái chảo dầu của mình nó vẫn còn chứ nó không có hút hết vô cái miếng đậu các bạn đừng có lo thì khi đó cái màu đậu hũ của mình nó sẽ có cái màu vàng rất là đẹp rồi nó hút được cái mùi thơm từ xả và gừng thì khi các bạn ăn vào rất là ngon chiên vàng đậm hay là vàng nhạt thì các bạn tự uyển chuyển theo sở thích của riêng mình ha đến đây thì cái món đậu hũ làm từ bột đậu gà của mình đã xong À, thì các bạn nhìn thấy rất là rõ ràng và mình cũng đã có nói rất rõ cái sự khác biệt giữa bột đậu gà và làm từ hạt đậu gà khô thì cái chảo thứ hai các bạn nhìn thấy không cái miếng gừng mình sắc to to và cái tấp tép xả mình không có băm nhuyễn thì nó vẫn không có bị khét đen mà nó rất là thơm hôm nay thì mình chiên hết luôn còn nữa À, mình quên nói đó là mình cân được một ký ba đậu hũ nha các bạn ở đây mình nhắc thêm một lần nữa là miếng đậu hũ từ bột đậu gà ăn rất là ngon